Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết về phễu marketing, đúng không ạ? Và các bạn đã hình dung về phễu marketing đã có nhận thức chưa? Hay là đây là lần đầu tiên các bạn mới nghe đến cái thuật ngữ này? Thì ở trong cái buổi này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết một cái gọi là cách thức về xây dựng cái hệ thống, đúng không ạ? Hệ thống kênh và làm cho cái dự án của mình thật là phát triển đối với phễu marketing, đúng không ạ? Phễu marketing đúng không ạ? Phễu marketing là gì? Phễu marketing là một cái hình, cái từ rất là tượng trưng, tức là cái bạn hình dung là mình đang muốn rót nước, đúng không ạ? Hay là rót các cái vấn đề về dung dịch, về chất lỏng chẳng hạn, đúng không nào? Từ đây, ví dụ như là đây, một cái hình thang, là một cái hình thang có cái chiều hướng như thế này. Ok, và các bạn muốn rót thì các bạn cần phải có một cái đường ở trên nó to hơn cái ở dưới phía dưới. Thì trong cái quá trình của marketing, thì phễu marketing là cái thứ rất là kinh khủng, đúng không ạ? Và tất cả các cái nhà bán hàng đều sử dụng cái chiến lược này trong cái dự án của mình. Thì đối với online thì bây giờ chúng ta ứng dụng như thế nào để đạt được phễu? Và đối với các bạn là new buy, đối với các bạn là chủ shop, chủ doanh nghiệp thì các bạn làm gì để có phễu? Đúng không ạ? Nói một cách đơn thuần, đúng không ạ? Nói cách đơn thuần đó là phễu marketing, đúng không ạ? Phễu marketing đó là cách để chúng ta mang nguồn traffic. Đó, và nguồn traffic là gì? Đây là khách hàng tiềm năng về cái kênh mục tiêu chốt sale, đúng ạ? Đây là một cái thuật ngữ nó chỉ trực tiếp luôn, đúng ạ? Để đọc khỏi phải mang cái thuật ngữ dài dòng và khó hiểu. Đi đơn thuần là đó là cái việc mà chúng ta mang khách hàng tiềm năng về kênh mục tiêu để chốt sale, đúng không ạ? Và cái khách hàng tiềm năng về kênh mục tiêu chốt sale và mục tiêu chốt sale của bạn, bạn xác định được vậy chỗ này chúng ta có các yếu tố, đúng không ạ? Các yếu tố quan trọng trong phễu marketing này, đúng không ạ? Các yếu tố quan trọng trong phễu marketing nó sẽ gồm gì? Thứ nhất đó là nguồn traffic, thứ hai đó là mục tiêu, đúng không ạ? Kênh mục tiêu. Đấy, đây là hai yếu tố quan trọng. Các bạn phải xác định được nguồn traffic của mình là gì, các bạn phải xác định được cái kênh mục tiêu của mình là gì thì bạn mới có thể cao phễu thành công được đó. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết một cái hệ thống thực tế, đúng không nào? Đối với cái trên internet thì có rất là nhiều nguồn traffic. YouTube là một cái nguồn traffic rất là khổng lồ, đúng không ạ? Và ở đây mình có xây dựng, đối với dự án Forry Center thì mình có xây dựng một cái kênh YouTube là Forry Center, đúng không ạ? Và ở đây nó đang được hơn 800 subscribe, đúng không ạ? Bạn có thể nhìn thấy ở đây là hơn 80.000 lượt xem. Và nó ở đây mình đã up rất là nhiều video content liên quan đến kinh doanh, liên quan đến marketing, liên quan đến quảng bá, cách bán hàng, cách làm web, rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều content trên này. Đó, tạo ra một cái giá trị rất là lớn. Và bạn có thể thấy ở đây là 83.000 người, đúng không ạ? Đã xem, 83.000 lượt xem, đúng không ạ? Có hơn 800 người đã đăng ký trên cái kênh này của mình và mang lại cái hệ thống của mình một cái chuyển đổi rất là lớn, đúng không ạ? Ngoài ra cái kênh này thì mình có tạo ra các cái kênh fanpage như là Forry Center, đúng không ạ? Forry Center và một hệ thống rất là nhiều kênh, đúng không ạ? Ở đây là Forry Center fanpage này, đúng không ạ? Mình ở trên fanpage này mình đăng tải chia sẻ, và đây là nơi mình chốt sale, mình hướng dẫn, mình tư vấn khách hàng. Ngoài ra là mình tạo ra các cái cộng đồng, đúng không ạ? Các cộng đồng group đấy, ví dụ như cái nhóm này nó hơn 6.400 người, và các bạn tưởng tượng rằng chỉ cần 10% chuyển đổi thôi, đúng không ạ? 10% chuyển đổi, 10% chuyển đổi này là khách hàng của mình, là đối tác của mình, là đội nhóm của mình, là cộng tác viên của mình, thì nó sẽ như thế nào ạ? Đúng không ạ? Nó đấy thật sự là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ngoài ra thì hiện tại thì đây cũng là một cái kênh TikTok, đúng không ạ? Kênh TikTok mình cũng có triển khai. Đấy, kênh TikTok mình có triển khai, và kênh TikTok của mình mới làm nhưng mà nó đã mang lại cho mình cũng khá là nhiều Forry Marketing. Rất là nhiều cái chuyển đổi, đúng không ạ? Rất là nhiều cái lượt follow, lượt theo dõi. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng bây giờ chúng ta có thể lựa chọn rất là nhiều cái kênh để chúng ta có thể làm phễu, đúng không? Rồi là để mang về cái số lượng traffic cho cái dự án của mình rất là lớn. Ok, và đây mạng nó khá là lag,
không này. Đấy. Thì bây giờ nhé, thì bây giờ chúng ta sẽ nguồn traffic này. Đầu tiên nguồn traffic. Nguồn traffic. Nguồn traffic ở đây tức là các cái kênh đúng không ạ? Cái nơi chứa nhiều khách hàng tiềm năng. Tiềm năng. Đấy, thì các bạn có thể xác định ở đây đâu là, ở đây có thể là group này, ở đây có thể là YouTube này. À, ở đây có thể là website này. Đấy, ở đây có thể là TikTok này, vân vân. Đây là các cái nguồn traffic mà mình đang thường xuyên sử dụng. À, có thể là fanpage nữa, đúng không ạ? Có thể là Instagram nữa, vân vân, rất là nhiều nguồn traffic mà mình có thể sử dụng vào. Thì cái kênh mục tiêu. Kênh mục tiêu tức là cái qua cái kênh đó là mình sẽ chốt đơn, đúng không ạ? Cái kênh đó mà mình sẽ chốt sale. À, kênh mà mình sẽ chốt sale. Kênh mình sẽ chốt sale, đúng không ạ? Kênh mình chốt sale thì mình sử dụng hiện tại thì là fanpage, mình chốt sale qua fanpage này, mình chốt sale qua kênh Shopee này, mình chốt sale qua kênh website, web bán hàng của mình. À, và bây giờ một cái quy trình đơn thuần là như thế nào? Bây giờ bản thân nhá, mình muốn tạo ra một cái cộng đồng, đúng không ạ? Mình muốn tạo ra một cái cộng đồng. Đó. Cái kênh TikTok nó cực kỳ lag luôn, trên máy tính thì nó lag quá. Đây, cho các bạn xem này. Đây, như cái kênh này của mình mới tạo thôi, nhưng mà nó đã được hơn 300 follow rồi, đúng không ạ? Và có hơn 600 like. Và nó mang lại một cái lượng traffic rất là, cũng khá là ổn đấy, mới tạo thôi. Thì đây là một cái trong những kênh rất là ok nhá. Thì người ta sẽ biết mình qua kênh TikTok, người ta sẽ biết mình qua kênh fanpage, đúng không ạ? Người ta sẽ biết mình qua trên kênh fan Facebook đó. Và người ta tham gia nhóm của mình, tham gia cộng đồng của mình. Và người ta sẽ biết mình và người ta sẽ nhắn tin liên hệ với mình đó, liên hệ với mình đó, và người ta sẽ trở thành đồng đội của mình, người ta sẽ trở thành khách hàng đối tác của mình đó. Và trên này mình chia sẻ rất rất nhiều các cái kiến thức, và đội nhóm của mình chia sẻ cực kỳ nhiều kiến thức luôn, đúng không? Và mình có sản phẩm thì tất nhiên là mình phải bán được rồi. Và cái kết quả là như thế nào? Ví dụ như bạn có thể nhìn thấy ở đây là về cái nhóm về phong thủy chẳng hạn, nhóm phong thủy của mình chẳng hạn, đây bạn có thể nhìn thấy nhóm phong thủy của mình ở đây là nó hơn gần 800 người rồi. Và số lượng thành viên tham gia ở bên này bạn có thể nhìn thấy này, hơn 400 người đang yêu cầu tham gia vào bên mình duyệt nhá. Đấy là mình đã duyệt rất là nhiều rồi đấy. Đó. Thì bây giờ bạn cứ tưởng tượng rằng bây giờ bạn có sản phẩm đi chẳng hạn, và bạn biết tạo sale, bạn biết làm marketing, đúng không? Thì bạn có bán được hàng không ạ? Thì đương nhiên là bạn sẽ bán được hàng rồi. Và có rất là nhiều cách để mình có thể làm. Đó. Và bạn muốn biết cái bí quyết, đúng không ạ? Để tạo ra được một cái sale chuyển đổi lớn như thế này á, đúng không ạ? Thì các bạn có thể liên hệ với mình và mình sẽ hỗ trợ các bạn, đúng không ạ? Và còn nếu như mà bạn nhạy bén đấy, bạn nghe tới đây thôi là bạn có thể làm được rất là nhiều thứ rồi, đúng không? Và đây ngoài ra đấy, đấy là cái nhóm Zalo nhá. Còn những cái nhóm của mình thì nó đến ví dụ như là về trang sức chẳng hạn, nó đến cả ngàn người tham gia luôn các bạn ạ. Trang sức đó, trang sức ở đây có cả ngàn người, đúng không ạ? Cả ngàn người muốn tham gia đó, 1122 người muốn tham gia vào cái nhóm trang sức này của mình. Bạn biết thực thế nào rồi? Đây là 600, đúng không ạ? Và tại sao mà tạo ra một cái hệ thống lớn như vậy được, đúng không? Thì mình đang sử dụng rất là nhiều thứ như là blog, như là website, Forex Center, đúng không ạ? Trên này đó, đây là một cái website về cộng đồng của mình. Và cái website này của mình có thứ hạng ở Việt Nam này luôn nha. Đó, và nó mang lại cho mình cái nguồn traffic rất là lớn, đúng không ạ? Bạn có thể xây dựng một cái website, đúng không ạ? Bạn có thể xây dựng một kênh YouTube đó, bạn có thể giới thiệu trên các kênh trên kênh TikTok này, hay là bạn có thể sử dụng cái fanpage, đúng không ạ? Cái fanpage này đúng không ạ? Để mình quảng bá. Và vậy làm sao để người ta biết đến mình? Thì tất nhiên rồi là mình phải thông qua một thứ rất là quan trọng, đó là content, đúng không ạ? Content thì content là gì? Content tức là nội dung của kênh, hay là nội dung để mời khách hàng vào, đúng không ạ? Vào kênh đấy. Thì bạn tưởng tượng ra là như thế này nhá, trong cái quá trình mà làm kinh doanh, đúng không ạ? Bạn có một cái sản phẩm, đúng không? Bạn tạo ra một cái cộng đồng đó, bạn tạo ra một cái cộng đồng này đấy. Và bây giờ bạn bây giờ bạn sẽ tạo ra một đồ nhóm đối tượng khách hàng, đúng không? Đấy, ở trong cái cộng đồng của mình thì trong cái và trong cái đối tượng khách hàng này, đúng không ạ? Thì người ta sẽ một cái lực lượng người ta quan tâm, có một cái lực lượng người ta quan tâm nữa. Đây, nó nhỏ hơn. Thì tức là từ cái sự chuyển đổi lớn này,
bạn nhìn thấy cái vòng tròn lớn, đây là một cái cộng đồng mà bạn mời vào, và thông qua một cái content rất là hay đó, thì người ta sẽ quan tâm đến bạn, người ta có thể like, người ta có thể theo dõi, thì có một cái lượng người người ta sẽ chú ý và thực sự người ta muốn người ta vào trong cái nhóm của bạn, người ta vào trong fanpage của bạn, người ta vào trong Shopee của bạn, người ta vào trong cái kênh mục tiêu của bạn, đấy, kênh mục tiêu của bạn, và người ta mua hàng, thì đó là phễu marketing, đúng không ạ? Và với cái tư duy này thì bạn có thể làm rất là nhiều kênh, đúng không ạ? Và bạn muốn học tất cả các kênh như vậy thì có thể liên hệ với mình, đúng không ạ? Mình sẽ hướng dẫn bạn, đúng không ạ? Có các cái kiến thức, các cái chia sẻ thì mình có hướng dẫn, đúng không ạ? Ok, bạn có thể tham gia vào cái cộng đồng này của mình để học nghiên cứu về kiến thức này, đúng không ạ? Về dropship này. Bạn có thể tham gia về nhóm về nguồn hàng về Shopee để chia sẻ những cái sản phẩm của bạn này. Đó, như cái nguồn hàng này của mình, đúng không ạ? Mình có rất là nhiều người tham gia luôn. Đấy. 7.000 người. 7.000 người. Đây là Shopee này, nghiện Shopee này. Đấy, nguồn hàng Shopee thì nó lại đây. Đây là cái nguồn hàng, bấm F5 lại để reset. Đây, ví dụ như 26 người đang tham gia cái cộng đồng này của mình. Đó, ngày nào cũng có người tham gia hết, ngày nào cũng có người tham gia hết. Ngày nào cũng có người tham gia các bạn ạ. Đấy. Rồi là cộng đồng dropship Việt Nam. Đây. Cộng đồng dropship Việt Nam này. Đó. Hơn 14.000 người, hay là bây giờ bạn có thể tham gia cái nhóm về website của mình để học về website miễn phí luôn. Tôi chia sẻ free về cái vấn đề về website luôn. Và có hơn 5.000 người ở đây. Đây, hôm nay có thêm người tham gia này. 5 người tham gia này, bạn có thể nhìn thấy, bạn biết chúng tôi trên Facebook này, thấy chưa? Đó, đó. Người ta tham gia đấy trên Facebook này, muốn làm gì vào đây học content này. Đấy. Và bạn đấy muốn làm bất động sản này, biết chúng tôi trên Facebook này. Đấy, tôi giới thiệu trên những cái kênh rất là đơn thuần thôi. Đấy, bạn có thể nhìn thấy ở trên này. Đây này. Rồi trên group này, đúng không ạ? Trên YouTube, trên website này, trên fanpage này. Đấy, nguồn traffic mình thông qua cái content. Content gọi là content chuyển đổi. Content chuyển đổi và gì ạ? Xác định kéo họ vào cho mỗi kênh mục tiêu hoặc là vấn đề mục tiêu để mình chốt đơn. Đúng không ạ? Và bạn muốn học nhiều hơn về phễu, bạn muốn hiểu hơn về cái vấn đề này, và bạn đang là chủ shop, bạn đang là chủ doanh nghiệp, bạn muốn xây dựng một cái hệ thống giống như mình, đúng không ạ? Thì bạn hãy liên hệ cho mình nhá, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Đấy, ví dụ như ở đây nhá, mình về dropship thì ở đây nhá, bạn có thể nhìn ở đây này, dropshipping này. Ở đây mình đang có rất là nhiều nhóm, bạn có thể nhìn thấy một nhóm này của mình nó là cả ngàn người ấy, 500 người này, 500 người này, 300 người này, 600 người này. Đó, mình có khoảng 19 cái nhóm về dropship như thế này. Rất là nhiều các bạn. Rồi nhóm tìm hiểu thì còn rất nhiều nữa. Đó. Dropship này. Rồi, đây là cái nhóm về cộng đồng nhá. Đấy. Nhóm 19, nhóm 18 này. 12 này, nhóm 12 này, nhóm 19 này, nhóm 18 này. Đó. Còn lại ví dụ như về nhóm chuyên ngách, về nhóm thời trang 1 này, 983 người này. Thời trang 2 là 879 người này, thời trang 3 này. Đó là 984 người này. Lúc nào cũng có người tham gia hết. Và mình đang triển khai rất là mạnh vấn đề về quảng bá. Đấy, ví dụ như là mình có cái nhóm về phụ kiện chẳng hạn, phụ kiện 1. Đúng không ạ? Hơn 600 người, gần 700 người này. Phụ kiện 2. Đó, hơn 800 người này. Phụ kiện 3 này. Đó. Hơn 800 người này. Phụ kiện 4 này, thì như phụ kiện 4 là hơn 1.000 người, đúng không ạ? Phụ kiện hơn 1.000 người. Đấy. Ok. Và còn nhiều nữa, đúng không ạ? Visa 1, Visa 2 nữa, Visa 1 này, Visa 2 này. Đúng không ạ? Rất nhiều luôn các bạn ạ. Mình tổng tất cả cộng đồng ở trên Zalo của mình nó rơi vào hơn 20.000 người đấy. Còn cái ở trên Facebook là nó rơi vào tầm 30-40.000 người. Thì chắc chắn rằng tôi nghĩ rằng bán cái gì cũng sẽ bán được thôi, đúng không ạ? Luôn luôn là như vậy, luôn luôn có một cái gọi là tỷ lệ chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi, đúng không? Bạn mời 1.000 người, bạn giới thiệu cho 1.000 người, giới thiệu 1.000 người, đúng không nào? Chỉ tỷ lệ chỉ cần là 15% thôi. Có 150 người quan tâm, đúng không nào? Đó, và chỉ cần trong đó là có 50%, đúng không ạ? Khoảng tầm 75 người, đúng không ạ? Người ta thực sự muốn quan tâm, thực sự muốn tiếp cận. À, và trong đó là khoảng tầm 50% đó lại chuyển đổi nữa, thì chúng ta phải rơi vào gần, đúng không ạ? 40 người rồi, gần 40 người mua hàng. Thì nó là như vậy thôi. Thì bây giờ muốn lên tăng tỷ lệ chuyển đổi thì mình sẽ nhân, đúng không ạ? X cái này lên N lần, đúng không nào? Nhân cái này lên nhiều lần, đúng không ạ? Cái này lên, đúng không ạ? Nhân lên nhiều lần hơn. Đấy, để nhiều người vào hơn,
để nhiều người quan tâm hơn, nhiều người muốn tiếp cận hơn thì chắc chắn sẽ nhiều người mua hàng hơn. Thì đấy là cái quy trình đơn giản, và đây là quy trình. Và nếu mà bạn làm doanh nghiệp, bạn làm kinh doanh, bạn làm marketing mà bạn không biết về phễu marketing thì đó là thật sự là đó là điều đáng tiếc. Ok, bạn hãy làm, kể cả bạn là newbie, bạn là chủ shop, bạn là chủ doanh nghiệp hay là bạn là chủ kho có nhiều hàng bị tồn thì bạn hãy nên sử dụng cách này. Còn nếu mà để làm cho nó hiệu quả đó thì hãy liên hệ cho mình nhé, để mình sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bạn những cái kênh để tạo ra những cái chuyển đổi. Hai nữa là các cái content để làm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công với phễu marketing.